Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với series những cập nhật mới của ngày thứ năm. Hôm nay bản tiếng Trung đã có một số cập nhật như sau. Ngày mai thì bản tiếng Trung sẽ có sự kiện mùa hè với những ải phiêu lưu mới và có thêm bậc S. Các bạn sẽ lấy được ở trong cái sự kiện này một cách miễn phí. Đó chính là một Pokemon hệ nước. Đợt trước mình đã giới thiệu ở trong phần Pokédex rồi. Đó chính là Intellion. Đây tổng chỉ số 530. Bây giờ bậc S chủ yếu đấy là sưu tầm là chính thôi. Uh, ngày hôm nay thì bản tiếng trung cũng đã cập nhật thêm đó là một cái skin nữa dành cho bậc S cộng shiny Mega Garevo có thể nói đây là một S cộng mà có đến hai cái skin luôn giống như kiểu của Hupa chẳng hạn này uh, đầu tiên là cái skin này đó skin uh, mùa hè tiếp theo đây là skin Demon đây ngày trước ấy cái skin này mình gọi là skin chính thức ấy, Nhưng mà có vẻ là hình ảnh Ở trong đoàn tuyệt kỹ Hay là những hình ảnh này có vẻ là không phù hợp lắm Cho nên là nhà phát hành đã chuyển sang Đó là cái skin mùa hè này nhưng mà thôi chắc là nhà phát hành cũng tiếc tiếc bây giờ cho lại hình skin này skin này mình thấy là ngầu với cả có cái gì đó quyến rũ hơn so với cả skin mùa hè kia đấy là tùy theo gu của mỗi người thôi skin này thì đã từng xuất hiện à, hiện đại đang có xuất hiện ở bản lậu rồi skin này và kết hợp với cả skin của shiny mega galat này nó gọi là quá là đẹp luôn cả hai cái skin uh, theo kiểu uh, á à quỷ nhiều hơn Thì đấy là một cập nhật tiếp theo Ngày mai thì bản tiếng Trung uh, có sự kiện mùa hè Thì cũng sẽ có một thêm một nhân vật mới nữa Sẽ lấy được trong cái sự kiện đó Đây uh, Misty uh, Skin uh, Skin mùa hè đây Nhìn uh, đẹp phết nhỉ khi các bạn uh, sở hữu được uh, nhân vật này sẽ được cộng thêm 1% công đặc biệt và 240 công đặc biệt tác dụng ở trong trận đấu là bạn sẽ được tăng thêm 1% công đặc biệt với cả 1% tốc độ hồi nộ um, cái uh, kỹ năng này của nhân vật ổn. Và tiếp theo, bản tiếng Trung là mở thêm bậc S cộng mới nữa trong khoảng khoảng à, 2 tháng à, 2 tuần tới nữa thì bản tiếng Trung sẽ xuất hiện nó trong sự kiện đấu giá và tuần sau có thể là tuần sau tuần sau nữa là ở trong cái um, uh, uh, test đó chính là Shiny Mega Venusaur. Uh, đây. Một Pokemon bậc S tiến hóa lên bây giờ là được thành với dạng shiny này thì là nó thể thành bậc S cộng với tổng chỉ số 625 và có khả năng cao thì shiny Vega Venusaur là một Pokemon thuộc uh, dạng hồi máu rồi duyên của nó đây dòng cuối thì cộng 7,5 phần trăm giảm thương Vì khả, khả năng cao bây giờ lại chuyển sang nó là một Pokemon thuộc dạng phòng thủ cỏ độc và cỏ một Pokemon có thể đi cùng với cả team cỏ hoặc là đi cùng với team độc của Uh, Eternatus Thì liệu có tim độc, ai chơi tim độc này không Thì cùng chờ xem Shiny Mega Venusaur có thể hiện được gì nhiều không Giống như kiểu của Shiny Mega Skeptile là một uh, Pokemon Bậc S cộng mà đã uh, Ít người sử dụng đợt vừa rồi rồi Không thể thiếu Bậc S đi cùng với cả S cộng ở trong sự kiện đấu giá Ở đây uh, Aboliva thì phải uh, Một Pokemon hệ cỏ với cả hệ thường về chỉ số công đặc biệt với cả thủ đặc biệt cao, pokemon này là một pokemon thuộc dạng tấn công và một cái chỉnh sửa tiếp đó là một số pokemon đã được điều chỉnh lại bộ skill trong đó thì có bộ đôi uh, shiny mega garvo với cả shiny mega Garat này thì uh, cả hai s cộng này có lẽ là đang bị kém hơn uh, so với cả cái lúc mà trước đi điều chỉnh bây giờ nhà phát hành lại uh, điều chỉnh lại thêm về hai s cộng này lúc này đang rất là ít người sử dụng và một bậc s nữa cũng được điều chỉnh lại bộ skill ở trong đợt này đó chính là Thunderous và một cái niềm vui dành cho những người chơi ở bản tiếng Trung là từ bây giờ là những người chơi nào mà bắt đầu lên level 85 thì sẽ nhận được đó là một cái chuyển sao vĩnh viễn đây bạn sẽ nhận được một cái chuyển sao vĩnh viễn đây chuyển sao này thì bạn có thể đổi từ bậc S cộng này sang một bậc S cộng khác và cái điểm để cần đổi đây. À, lần này không hề miễn phí đâu. Có lần đầu là hai lần đầu bản tiếng Trung cho hai lần miễn phí đổi à, cái này. Nhưng mà những lần sau thì khi bạn muốn đổi à, vĩnh viễn thì bạn sẽ cần cái kim cương đồ như thế kia. Bạn có thể tham khảo lại. Trong đó thì 48 mảnh bản năng đỏ, 7200 kim cương. Thì lúc này mình đang có say đi à, và Cynthia mega trước để uh, dư 11 sao xem con nào ổn ổn thì đổi còn uh, chờ xem con nào xịn xịn nữa không thực ra là mình cũng đang rất là khoái về uh, irkrex một pokemon hệ băng với cái uh, khả năng uh, khống chế của nó rất là hay tuy nhiên là lúc này mình đang đang đi tìm rồng vẫn đang để Cynthia mega garchom lại thì có một lần vĩnh viễn như này không biết là nó có dễ có cái uh, hạn sử dụng hay không chưa thấy thì mình vẫn có thể là tích tích lại để chờ đến một dịp nào đó thì mình có thể là chuyển những con mình cần. Vậy là ngày mai à, bản tiếng Trung sẽ có cái sự kiện mùa hè, còn bản tiếng Anh thì mình thấy ở trên thần thông báo chưa thấy có, có thể đến tuần sau mới có cơ, còn bản tiếng Đài thì mình thấy trên thông báo là ngày mai cũng sẽ bắt đầu có cái sự kiện mùa hè rồi. Ồ, oh, bản tiếng Anh thì hôm nay lúc bắt đầu vào đã đổi tên rồi, không phải Pocket Incoming nữa bây giờ thì hình ảnh cũng đã thay đổi là có thể ngày mai bản tiếng anh cũng sẽ bắt đầu đó là cái chuỗi sự kiện mùa hè chăng còn ở bản tiếng anh khi bắt đầu vào đây thì mình tìm xem mà có mối quan hệ nước nào có thể xuất hiện trong cái sự kiện mùa hè không thì chưa thấy có thể là đến tuần sau bản tiếng anh mới có cơ cả nhân vật cũng chưa thấy luôn còn bản tiếng anh thì tuần trước là sự kiện đầu gái cộng với ASEAN rồi thì đến tuần này là cái sự kiện nạp để lấy bảo vật vàng của nó cái kiếm mình nhớ cái kiếm vàng cái kiếm tăng thêm 15% công vật lý, 8% tốc độ Và trong trận đấu thì địch đánh đến địch nào mà có máu dưới 35% Thì sát thương tăng thêm 18% Nếu Pokemon đeo bảo vật này mà là hệ tiên Thì khi vào trận đấu hoặc là khi mà địch bị chết Được kích hoạt 2 lần Thì nó sẽ nhận được cái kiếm này Cái kiếm này thì có tác dụng là Có thể phóng ra và lại thu hồi lại Giống như cái kiếm của Zacian ấy. Và khi mà phóng ra thì nó gây sát thương thực Dựa theo 160% công vật lý Cho ngẫu nhân địch Và nó cũng thừa hưởng toàn bộ những cái hiệu ứng Đến từ cái thạch Kiếm phi tiên của Zacian vậy Cái này thì vẫn đọc lại đọc lại này Và khi mà Pokemon đeo bảo vật này Mà lại là thuộc dạng Kiếm vũ thì sát thương Của Pokemon này đánh lên Địch nào mà Có kháng tử ấy, Hay là có hồi sinh ấy, thì sẽ tăng thêm 12% Và sát thương Đến từ cái kiếm phi tiên đánh lên địch đó với địch nào mà có cái kháng tử và có khả năng hồi sinh thì lại tăng thêm 50% một cái gọi là thích hợp để đánh những Pokemon nào có khả năng kháng tử đây là một bảo vật riêng dành cho Zacian với bản tiếng Trung thì ngày mai là có sự kiện mùa hè rồi và có cái sự kiện Red Raw phụ giữa Shiny Mega Gardevoir với cả một Pokemon nào đó như là Shiny Mega Tyranitar thì phải thì còn đến thứ hai thì là sẽ là sự kiện Red Raw của Residam với cả Curem, bạn nào đang chơi bản tiếng Trung mà đang muốn hướng lên O thì các bạn có thể lấy ở đợt này. Ok, hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp.